Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, gọi tắt là công ty Thành Bưởi theo kết luận kiểm tra của sở đối với doanh nghiệp này trước đó. Về hoạt động vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xác định công ty Thành Bưởi có 3 lỗi. Thứ nhất, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Thứ hai, sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch có hợp đồng vận chuyển, tức hợp đồng lữ hành và danh sách hành khách nhưng không đảm bảo yêu cầu theo quy định. Thứ ba, sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách kèm theo. Còn về điều kiện kinh doanh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập biên bản 5 lỗi gồm: thứ nhất, không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Thứ hai, có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Thứ ba, không cập nhật đầy đủ, chính xác, lý lịch phương tiện theo quy định. Thứ tư, không cập nhật đầy đủ, chính xác, lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định. Thứ năm, có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe, nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. Với các lỗi vi phạm vừa nêu, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phạt hành chính tổng số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng do công ty Thành Bưởi vi phạm quy định để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quyết định xử phạt tiền và xử phạt bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, dự kiến sau 5 ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trước đó, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra nhà xe Thành Bưởi sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của nhà xe này với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến 5 người thiệt mạng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sau đó cũng đã công bố kết luận kiểm tra công ty Thành Bưởi, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm về điều kiện kinh doanh, hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền xử lý, Sở Giao thông Vận tải sẽ chuyển hồ sơ đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng liên quan để xem xét và xử lý. Quan điểm của lãnh đạo thành phố, quan điểm của lãnh đạo ngành giao thông vận tải ở đây là không có cái chuyện là bao che. Ở đây không có cái chuyện là dung túng cho những cái hoạt động sai pháp luật để dẫn tới những cái tai nạn nó thương tâm và nó đau lòng như vừa rồi. Ngày 26 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra các trụ sở chi nhánh công ty Thành Bưởi ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Buổi kiểm tra kéo dài đến khuya 26 tháng 10. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu, hệ thống máy chủ để phục vụ công tác điều tra. Đến khuya 28 tháng 10, fanpage chính thức của công ty Thành Bưởi đăng tải thông báo ngừng vận chuyển hành khách đi thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng và đi thành phố Cần Thơ từ ngày 29 tháng 10. Đồng thời, trong thông báo, nhà xe cam kết sẽ chuyển khoản, hoàn trả tiền mà khách đã thanh toán. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.